Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình Tìm hiểu về địa ốc cùng với Tích Nha và Bảo Khanh. Và chúng tôi hy vọng qua chương trình này sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về tình hình địa ốc hiện nay để chúng ta có thể thành công hơn trong công việc mua nhà hoặc là bán nhà của mình. Mến chào Tích Nha. Dạ, Tích Nha xin chào chị Bảo Khanh và Tích Nha cũng xin kính gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý khán thính giả và quý khách hàng của chương trình Tìm hiểu về lĩnh vực địa ốc tại miền Nam California. Thưa quý vị, ngày hôm nay chị Bảo Khanh và Tích Nha là cầm nguyên một xấp giấy tờ này kia đó, nghĩa là rất là nhiều thông tin muốn chia sẻ cho quý vị cũng như để trả lời một số những thắc mắc của quý khán thính giả, cho nên chúng tôi cũng đã tìm hiểu các thông tin, hy vọng rằng trong chương trình này có thể đáp ứng đến một số những quý vị đang tìm tòi những câu trả lời. Thì trong tuần vừa qua, có lẽ cái đề tài mà nổi bật nhất lúc này vào tháng 4 2024 là đề tài chính phủ hỗ trợ 20%. Đúng rồi, Dreams for All. Dreams for All chị ha. Tuần vừa rồi khi mà chúng tôi giới thiệu đến quý khán giả chương trình đó thì rất là nhiều quý vị cũng đã quan tâm và hỏi chi tiết hơn. Thì thưa quý vị, trong cái chương trình vừa rồi thì chúng tôi cũng nói là khá là nhiều những thông tin cần thiết vậy ha, tất cả những yêu cầu. Tuy nhiên vì mỗi tuần thì một cái show như vậy xong là mình không có chiếu lại nữa, cho nên là mà chương trình này nó lại sắp hết vào cuối tháng 4, cho nên 28 tháng 4 hay 29 tháng 4 là hạn chót để đăng ký rồi quý vị. Cho nên hôm nay thì chị Bảo Khanh và Tuyết Nha xin được bằng phép để lược sơ lại một lần nữa và nhắc nhở quý vị, nếu mà quý vị nào chưa có apply, chưa có ghi danh thì quý vị đừng quên ghi danh liền ngay lập tức và chuẩn bị tất cả những giấy tờ để chúng ta có thể apply càng sớm càng tốt trước cái deadline 29 tháng 4 để tham gia vào chương trình sổ số, có thể có được những cái voucher được sự giúp đỡ từ chính phủ. Sao Tuyết Nha muốn gặp cập nhật điều gì? Dạ, trước tiên thì đọc phải như lại thế nào? Thôi nhờ. Dạ, thì cái chương trình này gọi là như chị Bảo Khanh nói là Dream for All. Thưa quý vị, tổng cái số tiền mà tiểu bang California của chúng ta đưa ra vào cái thời điểm này thêm là 250 triệu Mỹ Kim giúp đỡ những người nào cần cái down payment dành cho những người first time home buyer. Còn là first generation home buyer nữa. Dạ. Nó hơi khó hơn tí xíu mà hồi năm ngoái ha. Dạ. Nó gọi là California Dream for All Share Appreciation Loan Voucher. Thì chương trình này nó offers up to 20% cho cái tiền down payment hoặc là closing cost và không có được quá 150.000 Mỹ Kim. Home buyer phải register càng sớm càng tốt để được cái voucher. Và chương trình này là chương trình sổ số, chứ không phải là first come first serve nữa. Cho nên đây cũng là cái tin tương đối tốt cho những quý vị nào mà chưa kịp ghi danh. Thì quý vị phải ghi danh ngay lập tức nếu mà cảm thấy mình đủ điều kiện. Đây không phải là chương trình first come first serve mà là chương trình sổ số bốc thăm may mắn. Cho nên là hạn chót là 29 tháng 4. Một lần nữa, quý vị nào mà chưa apply và cảm thấy mình cần cái tiền down payment này từ sự trợ giúp của chính phủ, quý vị đừng quên apply liền nha thưa quý vị. Và cách để apply cũng như là điều kiện nó như thế nào? Thì cách apply thì trước tiên á, mình phải xem thử mình đủ điều kiện hay không. Đúng rồi. Rồi còn trước tiên bây giờ điều kiện là gì? Như là bắt mình là phải đi tìm cái lender nào trong cái list của cái chương trình này. Đúng rồi. Mà trước khi tìm lender thì mình phải xem mình cái người borrower phải là first generation home buyer, và tất cả những người mượn, thí dụ giống như quý vị có 3 người cùng đứng loan, cùng đứng title, đứng loan á, thì cả 3 người này đều phải là first time home buyers. Nó là tất cả all 3 người nha thưa quý vị, hoặc là 2 người thì cả 2 người đều phải là những người mua nhà lần đầu tiên. Nhưng mà chỉ cần một người đủ điều kiện là first generation home buyer thôi. Đúng rồi. Trời đúng ơi. Hai người là người mua nhà đầu tiên và một trong hai người phải là cái người trong gia đình là thế hệ đầu tiên mua nhà, nghĩa là ba mẹ của người đó chưa từng sở hữu nhà. Và cái thứ ba, điều kiện thứ ba quan trọng nữa, đó là phải đáp ứng được cái income của county mà quý vị đang sinh sống. Mà thường thường là low income, phải không? Thì quý vị bấm vào là CALHFA Income Limits, bấm vào đó để quý vị xem thử cái county là, thí dụ quý vị Orange County thì là 220.000, rồi Los Angeles là different, là như lần 195 gì gì đó được mình có nói rồi, tuần trước San Diego cũng là một cái income khác. Mỗi county nó sẽ khác nhau. Và cái bước tiếp theo, thấy là mình đầy đủ điều kiện rồi, ba cái điều kiện đó rồi, quý vị nói chuyện với cái người lender, mà lender này phải được approve bởi chương trình này. Cho nên là quý vị bấm vào trong cái website này á, họ sẽ có cái list của những cái approved lender. Hoặc là quý vị nói chuyện với lender hoặc là cứ liên lạc cho chúng tôi. Thì cũng có thể là mình gọi cho mình, mình có thể hỏi lender luôn, như là
có nằm trong program này không? Dạ, đúng tiện. Rồi. Chứ bây giờ đi tìm cái lender nào mà rất nằm trong program này rất là khó. Cho nên là quý vị cứ liên lạc để biết thêm chi tiết. Uh-huh. Quý vị cần phải có cái lender pre-approval lender đó thì quý vị thì mới register được nha thưa quý vị. Nghĩa là quý vị thấy mình đủ điều kiện, ba điều kiện trên rồi đó. Income đủ nè, rồi người mua nhà đầu tiên nè, rồi cũng là thế hệ đầu tiên mua nhà nè. Thì vậy tức là thấy rõ ràng về cái chương trình này á, là tuy là nói là cho mình 20% down, có nghĩa là mình cũng phải có cái tiền down rồi phải không? Tại vì mình phải có cái lender approval first. Đúng rồi. Phải không? Thì coi như là mình phải có tiền rồi. Tại nhiều người gọi tức nha cứ nghĩ là nhưng mà giờ tại người ta không có tiền. Ta tưởng là cái này là chính phủ cho mình 20% down để giúp mình mua, tức là họ chỉ có down 20% này thôi đó. Thì như vậy thì đó nó cứ họ hỏi tại sao nói là cho 20% mà tại sao lại bắt là họ phải có tiền down rồi nữa. Quý vị ơi, là tại vì mình phải approve lender trước thì đương nhiên mình phải qualify mua nhà rồi, cũng phải có đủ tiền down để mua nhà rồi. Thì lúc đó apply cái này nó chỉ là cho thêm thôi quý vị à. Chứ là cho thêm với cái tiền down của mình, chứ không phải là tại vì giờ nhiều người về anh mới cái đó giờ tôi có chỉ cỡ 20,000 thôi. Bây giờ tôi cần 20% nữa để tôi mua nhà. Với lại quý vị nghĩ đi, nó nói là 20% là maximum. Maximum. Either hoặc là tiền down payment hoặc là cái tiền closing cost. Cho nên nếu mà quý vị không có đủ cái closing cost hay là những cái tiền mà reserve mortgage thì làm sao mà lender người ta approve. Đúng rồi, thành ra nó nói là mình phải qualify hết là một người bình thường mua nhà. Còn tiền này chỉ là apply thêm thôi quý vị. Để nó giúp, để được, nó giúp được nhiều thêm lắm thôi. Mà cũng giúp được nhiều lắm á, thì là up tới 20% là cỡ khoảng 150,000 thôi. Maximum đó. Mà chỉ là giúp thêm thôi. Nhưng mà mình vẫn phải có tiền down rồi. Đúng rồi. Vẫn phải có qualify để mà mua một căn nhà rồi. Quý vị cứ nói chuyện với cứ hỏi lender thì họ sẽ hiểu cái chương trình này và sẽ giúp cho quý vị có những cái giấy tờ nào cần thiết để mà có giấy tờ cho cái việc mà apply cho lên cho quan trọng là đi học cái nè tức nha. Dạ thì trong phải đây học 1 tiếng đồng hồ nha. Là quý vị nói chuyện với lender rồi xin cái pre approval letter rồi sau đó học 1 tiếng đồng hồ education thì họ sẽ hướng dẫn cho quý vị chương trình này học online hoàn toàn miễn phí. Quý vị sign up và sau đó quý vị học ở trên online. Rồi sau khi mà hoàn tất đó, thì quý vị bây giờ có nè, mình gọi là gather documents. Thứ nhất cần là cái lender pre approval letter nè, rồi government ID nè, rồi địa chỉ hiện tại nè. Rồi sau đó đó là nếu mà loan mình mượn nhà mà có nhiều người thì coi như mình phải collect đúng hết rồi, giấy tờ của rồi. Tất cả những người nào mà quý vị có thể nằm trên giấy tờ loan là phải có hết. Còn để mà quý vị trong này ghi rất là rõ luôn, trước khi mà quý vị liên lạc với loan officer, quý vị phải chuẩn bị những hồ sơ trong list sau đây để trả lời những câu hỏi của loan officer. Họ sẽ hỏi quý vị, thứ nhất là pay stub, tức là cái check lương này kia đó thưa quý vị. Thứ hai là bank statements. Thứ ba là employment history, tức là lịch sử đi làm của quý vị. Và thứ tư là previous tax returns, tức là mới khai thuế xong thì 2023 nè, 2022. Đó, nghĩa là quý vị như vậy thì hy vọng là đầy đủ thông tin cho quý vị chứ nhỉ? Dạ, có nghĩa đầy đủ rồi. Đó là rất là mà nếu quý vị rõ nào ràng có trong chương trình này luôn. Cứ liên vị. Lạc với Tuyết Nha, với bà Khanh thì chúng ta có thể giúp cho quý vị kiểu như collect những cái paper này như thế nào, apply cho lender để mình có pre-approved letter. Đúng rồi. Rồi sau rồi mới apply được cái chương trình này. Và chúc quý vị phải sổ số à, phải có sổ số à. Có sổ số, số rồi quý vị. Nhưng mà ít nhất là sổ số này thì may rủi, tức là ai cũng có cái cơ hội giống nhau hết á. Cho nên mà deadline là 29 tháng 4 này đó. Mình không có bị vô cái trường hợp giống như năm ngoái á, là họ vừa mới chính phủ vừa mới đưa cái chương trình ra 300 triệu hết là sạch. Coi như trong tuần là hết sạch. Thì những cái người mà tới sau á, là không còn cơ hội nữa. Mà họ là first come first serve, ai nộp trước thì được trước. Còn cái này thì họ tương đối là đỡ hơn, là họ để nguyên 1 tháng 4 cho quý vị ghi danh. Rồi tới ngày 29 là đóng hồ sơ không được ghi danh nữa. Rồi sau đó những cái hồ sơ đó họ sẽ tiến hành bốc thăm. Thì nó cũng giống như là housing vậy đó. Nhưng mà tương đối nó dễ hơn là housing. Và cho nên là quý vị cũng có những cái cơ hội tương đồng như tất cả những cái người nộp đơn khác. Thì Bảo Khanh và Tuyết Nha rất là hy vọng rất nhiều khán giả của IBC TV sẽ nhận được những cái voucher may mắn như thế này để được nhận được sự trợ giúp từ California trong việc mua nhà.
Và chương trình cũng đã số 1 cũng đã hết rồi, hết nha. Phần 1 nhanh quá hả thời giờ luôn quý vị. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 sau phần bảo trợ thương mại. Rất mong quý khán giả đón xem.